Hello, xin chào quý vị, xin chào quý các đồng minh thân thương của Lý Hương. Bây giờ thì Lý Hương đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Nghị ở Gò Vấp. Và trước mặt là một cái karaoke khá là đẹp ha, tên là Gold Star. Còn phía bên đây là công viên nè. Rồi bây giờ thì hôm nay là một ngày vào một buổi tối đó đẹp trời, trời không có mưa gì hết ha. Và bây giờ thì Lý Hương mời cả nhà chúng ta cùng đi ăn lẩu ếch. Đấy, và đây là đoạn đường đi đến là đường Nguyễn Văn Nghị, ngày xưa còn có tên là đường Cây Trâm, hay là đường Cây Trâm có tên đường Nguyễn Văn Nghị, Lý Hương không biết nữa. Nhưng mà khi coi trên Google thì để là đường Cây Trâm, nhưng mà đi ra thực tế không có đường Cây Trâm mà có đường Nguyễn Văn Nghị thôi. Ok, vậy có thể nói là Nguyễn Văn Nghị là Cây Trâm, Cây Trâm là Nguyễn Văn Nghị. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đi nha, xin mời. Từ đoạn cắt đường Lê Đức Thọ đến đường giữa đường Lê Đức Thọ và đường Nguyễn Văn Nghị hay là đường Nghệ Trâm á, thì cách cái quán lẩu này cũng không khá xa. Đây, hồi nãy Lê Hương chỗ đó đứng á, là cái chỗ ngay ngã tư luôn, cách ngã tư khoảng vài mét thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng, độ chừng khoảng 500 mét thôi thì chúng ta sẽ rẽ phải. Rồi sắp tới ngã rẽ rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải nè. Ở đây thì đi vào trường mầm non Hương Sang khoảng 50 mét. Rồi trước mặt cả nhà đó là lẩu ếch Sáu Hiếu 2 ha, cái này chi nhánh số 2. Rồi quán bây giờ này thì cũng khá là đông đấy. Rồi chúng ta cùng vô ăn lẩu ếch nào, xin mời. Loáng một chút xíu thì Lê Hương đã có mặt tại lẩu ếch Sáu Hiếu ha. Đây là địa chỉ số 2, nó nằm ở địa chỉ chi nhánh thứ nhất là 429/7 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp. Địa chỉ số 2 là 152 đường 10, phường 9, quận Gò Vấp. Ở bên đây cũng có các vị khách đi vô ăn nè. Trong quán khá là đông ha, lia cho mọi người một ít những cái khung cảnh ở trong quán. Ok, bây giờ thì mời cả nhà đi vô dùng lẩu ếch nha. Xin mời. Đây, đây là một gia đình ha. Quát taxi nè. Đây, quay ra nhà chiếc taxi nè. Phía bên đây có một cái luxury điêu thuyền ha. Ấy, chiếc taxi á chở gia đình đi ăn lẩu ếch. À, ok, xin mời cả nhà. Đây là thời gian phục vụ ha. 3:30 đến 11:30. Rồi, hôm nay Lý Hương đi ăn lẩu ếch với lại chị Hiền ha. Và bây giờ thì quán cũng khá là đông đây. Đó. Ở bên đây là dùng bia nè, còn hai chị em á, kêu cái lẩu ếch nhỏ thôi. Đấy. Và hai cái phần nước ha, cái chai mà Dasani nè của Lý Hương nè, còn cái chai nho này của bà chế của mình nè. Này nho gì đây? Soda xíu cứ lại xin uống thử miếng. Rồi. Đây là cái khúc ở phía trước nha, Lý Hương đang ngồi giữa. Đây là hàng quán của quán này. Còn đây là phía sau ha. Cũng khá đông ha cả nhà. Bây giờ thì mình đang trong lúc là đợi lẩu. Và ở đây thì có xin cái bạn mà nhân viên á là được cái gọi là cái cuốn sổ để review trong đây khá dày đó. À, thì Lê Hương sẽ review cho cả nhà xem giá ha. Giá đây cũng tương đối mềm đấy. Rồi ok. Đây có số điện thoại luôn. Bây giờ thì bắt đầu ra từ từ rồi đây. Đây là lẩu ở cái măng chua mà kêu thêm nè. Rồi đây là hai cái địa chỉ ha, không bình luận để cho cả nhà ghi lại. Có những cái phần nước và thời gian bán nè.
Đây, trong thực đơn thì có rất là nhiều những cái món ha. Mực sò huyết, cút bao tử ếch, canh gà, bò ếch, lương tôm, răng mực. Thì giá cũng tương đối mềm. Đuôi heo, sụn heo, sụn gà, mì xào, các món khác. Rồi, đây cái lẩu măng chua nè. Nha. Đó, thì Lý Hương kêu cái phần lẩu ếch này nè, 85.000 cái lẩu nhỏ cho hai đứa ăn. Đó, lẩu lớn là 125 ha. Mực, cá lóc, bông lau, tôm, chân gà, cánh gà. Đây, phần lẩu. Còn cái lẩu măng chua, đây là phần lẩu măng chua. Còn phần thêm là có thể là kêu thêm các nguyên liệu, như là những cái nguyên liệu của trên lẩu này. Đó, với lại cái phần măng. À, phần măng thì Lý Hương kêu thêm 12.000. Rồi ở đây một số những cái phần nướng nữa nè. Chân gà nướng, mề gà nướng, nướng bú dê, nướng trao, ốc hải sản. Giá không tương đối mềm hả nha. Đó, cây sườn nướng 80 một phần. Sau một lúc thì được ra được cái bún nè cả nhà. Hơi đông á nên chờ ổng khá lâu ha. Ở đây cái rổ, cái rổ rau cũng hơi dễ thương. Còn cái phần này là cái phần măng chua kêu thêm. Rồi kế bên đó là nước mắm. Đó. Bây giờ quay cho mọi người ha, không khí mà ăn uống ở Việt Nam nè. Đấy, như thế nào những cái buổi tối ha. Mấy chàng trai khoái đi những cái món này lắm. Và đây cái lẩu ếch của chúng ta đã ra rồi. Ê, cái lẩu này thì cũng để giống như trong cái nồi lẩu dân ít ha. Đó, có cái bếp lửa than ở giữa nè. Nồi lẩu này khá là cổ truyền ha. Đó. Rồi nước ếch nó đã sôi. Bây giờ Lý Hương sẽ xe cho mọi người coi ha. Bên kia là bà chị của mình đang khá là bận ha. Bây giờ thì Lý Hương tự quay luôn. Đây ếch đây. Đấy. Ếch đây. Ếch nữa. Ừ. Bên đây nữa nè. Lục sang hơi bị đầy đấy. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ măng vô. Rồi. Chị Hiền bỏ nước măng vô đi chị Hiền. Ở dĩa măng này kêu thêm là 12.000 hả nha. Đó, bây giờ chị Hiền sẽ bỏ dĩa măng vô cái khu này. Bỏ luôn khu này nè. Đấy, bỏ vô. Cái nồi lẩu này á, nhìn qua vô hình không biết như thế nào, nhưng mà Lý Hương đo nè cả nhà, bằng tay nè để khéo nóng. Ồ, lẩu mini này ha.
đó, nó nhỏ như thế này nè, một cái vòng bàn tay của Lý Hương nè, là gần bằng 1/3 của cái nồi lẩu ha. Ăn đi chưa? Ôi, măng để từ từ hả chị Hèn? Rồi, cứ để từ từ nhau ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng thôi. Xin chào quý vị khán giả. Hồi nãy giờ thì Lý Hương đã ly cho quý vị cái nồi lẩu ếch sáu hiếu ở đây rồi đúng không nào? À, bây giờ mình sẽ hẹn gặp nhau vào video tiếp theo để mình sẽ ăn review cho cả nhà nhé. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Ủa gì kỳ vậy, mới vô cái chào đặc biệt các bác ơi, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, nhìn nó lỏng hấp dẫn lắm. Ok, hẹn gặp lại cả nhà ở video sẽ review cận cảnh hơn cái nồi lẩu này ha. Bye bye.